Xin chào các em. Thầy nghĩ là trong cái lần gặp này thầy sẽ bổ sung cho em cái công thức giải toán. Cái phần công thức này hỗ trợ cho cái việc giải đề thi sắp tới nó cũng hiệu quả lắm. Thực tế mà nói công thức cũng không nhiều lắm đâu, cho nên em cũng đừng có lo lắng. Tại thầy biết cái gì mà bắt em nhớ nhiều quá thì đôi khi nó thành mất cái tính hiệu quả. Vậy thì cố gắng để làm cho nó thật là đặc, để em nhớ thật là ít, thật là hiệu quả. Cụ thể trong phần này thầy bổ sung cho em cái phương pháp đơn giản lắm, đó là phương pháp tăng giảm khối lượng. Rồi làm sao mà mình biết sử dụng phương pháp này nó dễ lắm. Mình nhìn vô cái đề, mình thấy đề cho mình khối lượng trước và khối lượng sau, hoặc là đề cho mình tăng lên hay giảm xuống mấy gram, cái đó thầy gọi là delta m luật. Nếu thấy đằng sau mà nó lớn đằng trước mình nói nó tăng, còn thấy đằng sau mà nhỏ đằng trước mình nói nó giảm. Còn cái công thức chung á thì em luôn luôn biểu diễn khối lượng sau theo khối lượng trước, rồi em cộng hoặc là trừ delta m. Tất nhiên hãy tăng mình cộng, còn hãy giảm mình trừ. Và cái chuyện ghi công thức này thì mình dựa trên phản ứng để mình ghi. Thì cụ thể đi rồi thầy chỉ cho em cách làm. Chẳng hạn như có cái bài sử dụng từ cái phản ứng của cái nhóm amino. Cái nhóm amino này N nhóm khi gặp HCl thì biến thành RNH3CLN. Cũng nói thiệt luôn, nếu mà mình học amin thì cái phản ứng chính là thường là phản này thôi. Dựa trên đây mình sẽ rút ra được một cái công thức sau đây. Mà mối, cái này là mối nè các bạn. Còn cái đằng trước là cái chất hữu cơ thì bằng cái m chất hữu cơ. Em thấy cộng gộp HCl vô ra sản phẩm mà. Cho nên mình biết đằng sau nó to hơn đằng trước mà. Vì cái cách làm mình lấy m lớn nhân hệ số cân bằng lấy m lớn nhân hệ số cân bằng lấy hiệu. Một cách. Cách hai, em thấy mình cộng họ gộp HCl vô mà cộng n lần lên thì nó sẽ tăng n lần cái m lớn HCl, tức là 36,5 n. Cho nên mình cộng vô 36,5 n. Luật ghi cuối cùng là luôn luôn ghi mol phản ứng, tại mình đang ghi khối lượng. Khối lượng thì tương ứng là m lớn nhân mol. Vậy lấy cái m lớn nhân hệ số cân bằng lấy m lớn nhân hệ số cân bằng lấy hiệu, nó là ý nghĩa tương đương hiệu m lớn. Hiệu m lớn nhân mol là delta m. Vậy em thấy có ba đại lượng sau trước với mol phản ứng, và đề sẽ cho hai để mình thấy cái còn lại. Cho nên ý nói là cái mol phản ứng nó luôn luôn được thấy nếu dùng tăng giảm khối lượng. Vậy mol phản ứng thì bằng gì? Cứ luôn luôn nói kiểu thôi, bằng một chia hệ số cân bằng nhân mol chất trên phản ứng. Cho nên mình nhìn chỗ chất hữu cơ hệ số là một, mình nhìn chỗ muối cũng một mà. Cho nên ta nói mol phản ứng bằng mol chất hữu cơ phản ứng bằng mol muối luôn. Nếu cần thì mình nói bằng 1 trên n mol HCl. Sẵn đây cho thầy nói luôn chút xíu. Cái muối nè với cái chất hữu cơ nè với cái HCl nè thì ta có định luật bảo toàn nguyên tố đó, tổng trái bằng phải à. Cho nên cái m muối đúng bằng m của hợp chất hữu cơ cộng thêm 36,5 n. Em hình dung được chỗ này ha. Nói thêm điều nữa mình giải luôn bài tập. N là số chức amin, cũng là số nitơ. Và nếu cần thì mình còn có thêm một cái công thức tính nữa, đó chính là lấy cái mol của HCl phản ứng chia cho mol chất hữu cơ phản ứng. Thì đây là những cái công thức nhỏ hay sử dụng mà em sử dụng tốt như vậy thì nghĩ dễ đề nó hết khó rồi. Thầy thử liền cho em cái bài đơn giản. Cái câu này trích từ đề thi rồi. Đặc điểm là cho cái alpha amino acid và cho rõ luôn là amino acid này đơn, tức có nhóm chất rồi. Cho sẵn khối lượng trước là 10,3, cái khối lượng sau là 13,95. Kinh nghiệm lắm, có hai cái khối lượng trước sau là dùng tăng giảm khối lượng. Ta còn thấy cho khối lượng của cái amino acid thì ta vô ta tính cái m lớn này. Hễ em thấy đi tìm chất mà có khối lượng là ta có m lớn này. Mà nếu dùng tăng giảm khối lượng thì hiệu khối lượng chia số quan trọng, đó là mol phản ứng. Và cái mol phản ứng này đúng bằng mol của cái amino acid luôn. Ghép mấy cái đó lại mình được cái biểu thức tính.
Vậy thì ghi luôn mấy cái phương án trả lời ha. Và cái bài này thì nghĩ mình tóm gọn hơn nữa để dễ nhìn. Vậy thì tóm gọn hơn rồi nè. Vậy thì mình dùng cái công thức này mình giải này. M muối bằng M chất hữu cơ cộng 36,5N. Vì nó một chất nên N bằng 1. Cho nên mình có cái công thức tương ứng này. Dựa trên công thức tương ứng này mình tính được cái M lớn rất là dễ. Khối lượng là 10,3. Rồi hiệu khối lượng chia 36,5 là mol. Vì cái bấm máy này nó ra 103. Vậy thì xóa đi mấy cái chỗ này đi ha. Em nhìn lại cái phương án trả lời 103 đúng bằng chỗ này. Mình có thể bấm máy mình thấy nhưng dở lắm. Em phải thấy amino acid á. Cái đầu tiên á, là lysine là 75. Cái alanine là 89. Cái mình thêm 14 là tới 103. Vậy 2C, 3C, 4C này 4C là đáp án. Áp dụng 2. Cho 10 g amin đơn chức gặp HCl là cái hồi ra 15 g muối, hỏi có mấy đồng phân. Như vậy cái câu này mình đã bổ sung cái công thức giải rồi, mình nhẩm đoán nè. Khối lượng trước là 10, khối lượng sau 15, vậy mình hiểu cái đó chia 36,5 là mol. Có khối lượng là 10 nữa, chia mol ra mà lớn. Ra cái mà lớn rồi thì mình biết nó là cái nào. Lúc đó biết luôn mấy đồng phân thì thầy sẽ lồng ghép vô đây cái cách đồng phân đếm đồng phân nhanh luôn. Và cụ thể thầy sẽ tóm cái đề này là 10 g aminoid gặp HCl là sinh 15 g muối dựa trên cái công thức này nè để mình tính cái mà lớn. Cái mà lớn này mình thế số vô thôi, mình bấm máy cái nó ra 73. Và thầy xóa ở đây đi ha để mình coi coi 73 là cái gì. À, nếu nói tới amin thì em cần nhớ cái amin đầu tiên là 1C, M bằng 31, 2C là 45, 3C là 59, 4C là 73. Nếu 5C nữa là 87. Bình thường đó là em sẽ viết đồng phân rồi sau đó em đếm mới thấy đáp số. Đừng làm gì khổ lắm. Hay là em còn có mấy cái công thức riêng để biết nó có mấy đồng phân cũng còn khổ nữa. Thầy sẽ cho em một cái hiệu ứng ngớ ngẩn mà rất hiệu quả. Ngớ ngẩn là tại mình không có giải thích được tại sao nó như vậy mà bằng công thức. Mà đây là cái quá trình mình thống kê lại, cái mình thấy nó có cái công thức đặc biệt lắm. Thầy gợi ý liền. Cái đầu tiên này nó có một đồng phân nè. Em mà có một đồng phân thì em dùng cái hiệu ứng đặc biệt là cứ nhân hai cái nó trúng à. Một nhân hai ra hai, hai nhân hai cái nó ra bốn, bốn nhân hai cái nó ra tám. Em hình dung được chứ ha. Cái đầu tiên á là ai cũng biết có một đồng phân, cứ mình nhân hai cái nó ra cái kế tiếp cứ nhân hai. Quy luật này không phải chỉ đúng cho cái chỗ này, nó còn đúng cho nhiều chỗ còn lại mà mốt thầy giới thiệu. Chẳng hạn như cái cuối cùng là C5H13N, em phải biết cái nào là cái cuối cùng. Cái cuối cùng là cái này là mình tự quy ước, cái quy ước này là quy ước theo kinh nghiệm là nó đi thi là tới đó là thôi đó. Thì cái cuối cùng á, mà mình bắt chước á, nó bậy á, mà muốn hết bậy á, mình thêm một cái nó đúng rồi. Như vậy nếu hỏi C5H13N có mấy đồng phân thì mình trả lời nhanh lắm, 8 lần 2 là 16, mình nói 16 là 7 đó, thì một cái nó đúng nè, là 17. À, những cái còn lại chỗ khác thì sẽ giới thiệu nữa nha. Còn cái bài này của mình nó mà bằng 73 mình mới giải nãy mà, cho nên nó ứng với 8 đồng phân này. Chắc em hiểu rồi chứ ha. Áp dụng số 3. À, trong phân tử amino acid X có một nhóm amino và một nhóm carboxy. Lấy 15 g X tác dụng vừa đủ với cái NaOH rồi cái cô cạn được 19,4 g muối. Hỏi X là cái nào? À, tới đây chắc hết khó rồi phải không ạ? Cái nhóm amino gặp HCl là sinh muối nãy giờ đã chuẩn bị rồi. Có khối lượng trước, có khối lượng sau, hiệu khối lượng chia 36,5 là mol, lấy mol nhỏ chia mol nó ra mol lớn, có mol lớn tới đáp số. Như vậy thì cũng làm gọn cái đề lại.
Chỗ này 15 g, này 19,4, và áp dụng cái công thức này để mình thấy. Trong trường hợp này gặp NaOH chứ không phải gặp HCl thì mình cũng chuẩn bị được dễ luôn em. Cái amino acid này đơn chất cho nên mình ghi RCOH gặp NaOH. Vậy mình có cái công thức riêng mà muối nè, theo cái chất hữu cơ thì mọi chất hữu cơ là amino acid luôn ấy. Em cần để ý này, H cái này biến thành natri, H là 1, natri là 23, 1 mà qua 23 là tăng, hỏi tăng nhiều hiệu hai số đó luôn là cộng 22, nhớ ghi mol phản ứng. Như vậy trong cái lần gặp hôm nay á, thì ghi hai cái phản ứng cũng thường gặp cho em, cái phản ứng của nhóm amino gặp HCl, phản ứng của nhóm chất axit gặp NaOH. Mà nếu mình học amino axit thì ghép hai cái đó lại thôi, như vậy chắc cũng đủ đủ rồi đó. Đến đây rồi thì dễ rồi, mình tính được cái m lớn, lấy cái m nhỏ là 15 nè, mình chia mol. Chia mol thì làm gì? Mol phản ứng chính là mol của chất hữu cơ luôn, vậy lấy hiệu hai cái m, chia số quan trọng là 22. Như vậy 19,4 trừ 15 chia 22, mình bấm máy cái nó ra 75. Và 75 thì đâu cần giải nữa, amino acid 2C. Vậy đáp án nó nằm ngay cái chỗ đó. Em thấy nó cũng rất là dễ. Thật ra mà nói á, cái chỗ này không nói em cũng biết nữa. Cứ thấy H mà biến thành natri, mà nếu đơn chất thì cái số quan trọng là 22, tại 1 với 23 hiệu nó ra 22. Số quan trọng là cái số mà chỗ mình ghi delta m. Như vậy câu này cũng thuộc loại dễ. Thầy gợi ý cho em một thêm một cái nội dung nữa. Mặc dù là thi nhưng thầy biết, khi em biết rồi nó đơn giản lắm. Cái câu này lấy 2,2 g một cái anhđehit đơn oxy hóa bằng oxy được 3 g axit tương ứng. Vậy công thức nào là đáp án? Nó dễ nữa nè. Đây là anhđehit đơn biến thành axit gặp oxy chứ không phải natri như thầy đang ghi đây, để thầy tóm tắt lại nha. Anhđehit gặp oxy biến thành axit, hiển nhiên phải có xúc tác Mn2+ cân bằng chỗ này 1/2. Sau này trước này, luôn luôn ghi đằng sau theo đằng trước. Đằng sau là axit, đằng trước là anhđehit. Cái chỗ này em thấy không, R với R là quê nè. CHO đây cũng có CHO, vậy nó nhiều hơn O là nhiều hơn 16 đơn vị, vậy mình cộng thêm 16. Luật ghi phải nhân mol phản ứng. Hỏi mol phản ứng bằng gì? Nhìn vô đây nó bằng mol anhít. Nhìn chỗ oxy nó 1/1/2 mol oxy. Nhìn chỗ axit nó bằng mol axit. Vậy là nó có đầy đủ rồi đó. Vậy thì mình ghi lại đi để mình dễ nhớ ha. Bằng mol anhít bằng mol axit. Vậy tóm lại cái mol axit hay mol anhít cần tính nó bằng mol phản ứng. Hỏi mol phản ứng bằng gì? Em nhìn vô đóng khung hiệu hai cái mà chia 16. Cho nên cái câu này mình trả lời rất nhanh, dựa trên công thức mới nói á, thì mình tiến hành tính m lớn anhđehit. Khối lượng là 2,2, lấy 3 trừ 2,2 chia 16, bóng máy nó ra 44. Mà anhđehit 44 chắc đâu cần giải đâu, 1C là 30, 2C là 44. Cho nên mình nhìn được đáp án rất nhanh ngay chỗ 2C. Như vậy nãy giờ mình cũng đang làm có một điều là tăng giảm khối lượng thôi. Còn bây giờ thầy gợi ý thêm điều nữa. Cái bài này á, thì người ta cho nhiều chất ha, cho mình hỗn hợp gồm acid acetic, rồi có phenol, rồi acid benzoic. Lấy khối lượng là 5,48 g, tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaH1 mà cô lên họ được mấy gram muối. Cái này mà em ghi phản ứng rồi em giải thì nghĩ chắc nó khổ lắm đó. Thì khéo léo vận dụng cái mới nói hôm nay thì chắc nó dễ lắm. Bây giờ thì tóm cái đề lại cho em. Đây là ba cái hợp chất mà tác dụng NaOH. Mình biết tác dụng NaOH là do cái H linh động này nó phản ứng, mà cho nên em nhận xét nhanh em thấy ba chất này có cái điểm giống là OH giống nhau, thì đặt là ROH. Gặp NaOH sinh muối với nước thì nó trở lại cái chỗ quen nữa nè, 1H biến thành 1 natri, số quan trọng là 22. Như vậy mình ghi liền
màu muối sẽ bằng mờ chất hữu cơ cộng 22 lần. Tại sao 22 biết rồi đó, H là 1, natri là 0,3, vì nó lên 22 lần mol phản ứng. Và hiển nhiên mol phản ứng sẽ bằng 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 tại tỷ lệ 1:1, do đó cái câu này dễ nè. Vậy mình trả lời liền, mờ muối sẽ bằng mờ chất hữu cơ, cứ công thức sao ghi lại vậy, cộng 22 lần mol phản ứng, mà mol phản ứng đúng bằng mol NaOH phản ứng luôn, thể tích với nồng độ có rồi nè. Cho nên ghi 006 nhân thể tích là 06 lít, nồng độ 01 thành 006. Vậy cái bấm máy cuối cùng thì biết đáp án nó nằm ngay chỗ đó. Thì nghĩ chắc mình thêm một câu nữa đi ha. Đó là cái câu sau đây. Xà phòng hóa hoàn toàn nhiêu đó đó chất béo thì cần 006 NaOH, và lúc sau thu được xà phòng bằng nhiêu. Không nhớ gì về chất béo đâu có giải được đâu. Thì ra thầy gợi ý nhanh, chất béo là ester, 3 lần ester, tức là ester 3 chất của glycerol với các axit béo. Các axit béo đây là axit đơn chức, cho nên mình dự đoán được cái công thức của chất béo. Trước tiên thì tóm cái câu này lại cho em, đây là cái công thức của chất béo. Cũng không có gì lo lắng, mình ghi lại cái phản ứng, cái glycerol. Nói chính xác cái này là lycerit, tại chất béo thực tế nó gồm hai thành phần lycerit với axit béo tự do. Thì với cái bài toán mà nói về chất béo mà em thấy không nói về tới mấy cái chỉ số, thì lúc đó mình bỏ qua mấy cái chỉ số đó, thì mình lấy cái công thức lycerit này là chất béo, thì lúc đó mình ghi dễ lắm. Khi tác dụng với NaOH thì thành muối với glycerol, em nhớ phải cân bằng đàng hoàng, vì đây 3 lần RCO cho đến đây 3. Cái chỗ này 3 thì chỗ này hồi nữa phải 3 luôn. Rồi sau đó mình mới biến thành cái công thức để mình giải. Mờ muối sẽ bằng mờ hợp chất hữu cơ là mờ chất béo á, cộng cho cái này là 41, còn cái này là natri là 23. Em tưởng nó giảm là sai, vì em quên mất cái chỗ cân bằng này, số 3. Cho nên lấy 3 lần 23 là 69, còn cái C3H5 là 41, 41 mà lên 69 là tăng, thì hiệu cái đó là 28 đó. Cho nên ghi là cộng 28 mol phản ứng. Em hình dung được cái chỗ này ha. Do đó cái chuyện giải cái câu này dễ lắm, mờ muối sẽ bằng 17,24 cộng cho 28 nhân cho 1/3 nhân cho cái lượng NaOH, thì cái chuyện bấm máy nó nằm ngay chỗ E, rất là dễ. Thì gợi ý cho em thêm một câu áp dụng nữa ha. Đó là cái áp dụng số 7. Hòa tan hết 3,06 gram cái oxit ít trong cái H2O3 cái tự nhiên được 5,22 gram muối. Vậy hỏi cái oxit đó là oxit nào? Thì nếu như mà mình ghi phản ứng mình giải thì thầy nghĩ em khéo léo giải nó cũng ra nữa. Mà thầy muốn chỉ cho em cái cách giải này nè. Trước tiên em nhớ các phương án trả lời cũng là đề luôn. Như vậy đặt chung là MO. Và thầy cố tình hôm nay mình chỉ sử dụng một cái phương pháp đó thôi, đó là phương pháp tăng giảm khối lượng. Do đó thầy muốn cái bài này giải bằng phương pháp đó luôn. Vậy thì bây giờ thầy ghi lại. Cái oxit đặt MO gặp H2O3 sinh 5,22 gram muối. Vậy thì mình giả bộ mình dành tên phản ứng luôn, MO gặp H2O3 biến thành nitrat với nước. Như vậy thì mình cân bằng cái chỗ này là 2, cái này là sau này, cái này là trước nè. Vậy thì từ đây cái mình mới ghi thành một cái công thức, mờ muối sẽ bằng mờ oxit. Cách làm lấy mờ lớn nhân hệ số cân bằng, lấy mờ lớn nhân hệ số cân bằng lấy hiệu. Mình nhìn thấy đằng sau mà nó to hơn đằng trước là mình nó tăng. Mình thấy đằng trước mờ với một ô thôi, còn đằng sau mờ với nhiều ô nữa mà, cho nên biết nó tăng rồi, tăng thì mình cộng nó vô.
cộng bao nhiêu nè, thì cái cách làm ở đây 16 nè, em lấy cái máy ra em lấy 2 nhân cho 62. Cái em trừ 16 cái nó ra 108 mol phản ứng. Thực ra mà nói á, oxit mà gặp H2O3 mà sinh muối nước á, thì mình biết luôn mà muối sẽ bằng mờ oxit cộng 108 mol phản ứng, biết nó lâu rồi. Cho nên thế này đi, tất cả những cái công thức mà mình biến thành cái công thức rút từ tăng giảm khối lượng đó, thì em cứ để ý và em cứ ghi nhớ sẵn, chứ không phải mỗi lần giải cái mình ghi cái phản ứng là mình rút ra hết giờ giải rồi. Cho nên mấy cái chuyện này nó tự nhiên mình có sẵn hết rồi. Ví dụ em làm thử oxit gặp H2O3 sinh muối nước thì cái số quan trọng là 108. Thì thầy cho kết quả gì em làm thử. Nếu ta thay H2O3 bằng HCl thì cái số quan trọng nó sẽ là 55. Em cứ làm thử đi ha. Hay là nếu mình thay bằng H24 thì số quan trọng nó trở thành 80. Em cứ thử. Trở lại đây hỏi cái mol phản ứng bằng gì. Nếu mình nhìn oxit nó đúng bằng mol oxit, còn nhìn cho H2O3 phải nhớ nó 1/2 là mol H2O3. Tại lúc nào cũng vậy, mol phản ứng bằng 1 chia hệ số cân bằng nhân mol chất trên phản ứng. Cái chỗ này em hiểu rồi chứ ha. Cho nên mình đem số nó lắp xuống, rồi lấy hiệu mà chia cho số 108. Cái bấm máy này nó ra 153. Vậy thì xóa đi mấy cái chỗ này đi ha, để mình thấy mấy cái phương án trả lời. Còn 153 thì nó phải ngay chỗ D thôi. Rất là đơn giản. Cái thời gian còn lại này thầy muốn trích giới thiệu chị em thêm một số điều nữa, chẳng hạn điều sau đây. Cái nội dung này dùng để giống như để hỗ trợ cái phần câu hỏi giáo khoa cho em để em có kinh nghiệm hơn. Đột xuất em đâu có nhớ đâu, nhưng mà cũng bình tĩnh đừng có lo lắng. Em đâu có nhớ cái phản ứng sinh gì rồi làm sao biết có mấy phản ứng sinh đơn chất. Và những cái năm trừ năm 2011 ấy, thì cái câu hỏi nó cũng dễ chịu lắm. Hình như nó cũng quen quen, thi rồi thi nữa thấy hoài. Năm 2011 ấy, cho một cái kiểu mới mà mình thấy 2010 trở về trước chưa có. Ví dụ cái câu hỏi giáo khoa hay gặp là cho mình cái tập hợp nhiều phản ứng, cái lúc đó hỏi có mấy đúng mấy sai, hay là cho tập hợp nhiều cái câu hỏi hay nhiều cái kết luận, hỏi có mấy đúng mấy sai, cái đó hay á. Còn cái chỗ này nè, mình không thuộc bài, không ghi được phản ứng, đâu biết sinh đơn chất hay không. Mà nếu thấy được rồi á, mình phải khéo léo, mình dùng loại trừ á, giải nó mới nhanh. Thầy gợi ý, có cái phản ứng rất đặc biệt này, thấy không em, là phản này. Clo mà gặp H2S thì có cách ghi phản ứng sau đây. Cũng dễ thấy lắm. Clo tính oxy hóa mà. S2 trừ có tính khử mà. Hai đó đủ mạnh để diễn ra oxy hóa khử. Mà nguyên tắc á, cái sen là 2 thì nhảy lên trừ 1. Còn cái S2 trừ này nó dừng ở đâu, nó tùy cái độ mạnh của cái chất oxy hóa. Vậy cuối cùng cần nhớ, cái này sinh H sen là, tại sinh Cl trừ. Còn cái S này nó lên tới đỉnh luôn, lý do này có tính oxy hóa mạnh thành S42-. Mà vậy thì cái này nó đâu phải đơn chất, cái này đâu phải đơn chất đâu, vì yêu cầu đề là sinh đơn chất mà. Ý nói vậy có 4 là sai, có 4 là sai, có 4 là sai, có 4 là sai. Mài quá, có từ má chỗ có 4 luôn. Vậy đáp án nó nằm ngay cái chỗ A. Em thấy rất là dễ chịu thấy không nè. À, bây giờ thầy sẽ gợi ý cho em thêm một câu hỏi nữa. Cái câu hỏi này mục đích là để cho em chuẩn bị từ từ để mình sử dụng nó, mình làm nhiều chỗ, đặc biệt là những cái chỗ có liên quan tới quặng. Cái quặng siderit có thành phần chính là, mình đâu có biết cái nào siderit đâu, tại mình giả bộ á. Vậy thì giới thiệu mình học những cái quặng sau đây nè. Phân nhóm 1A mình học quặng sinvinit. Phân nhóm 2A mình học dolomit. Phân nhóm 3A mình học quặng nhôm. Những cái khác thì em nên
học thêm, ví dụ như quan sát thì chỉ cho em thấy. Quan sát thì công thức đầu tiên là man hê tiết khe, thì công thức là Fe23, và hê mát tiết nâu thì là Fe23 ngậm là nước. Man hê tiết là nâu thì nó có công thức là Fe34. Cái chỗ này không có chữ nâu đó. Man hê tiết bỏ đi chữ nâu, đây khe này nâu này không có chữ nâu. Siderit là FeCO3, cuối cùng là pyrit sắt là FeSO2, chữ nâu này mình bỏ đi ha. Cái chỗ này nếu mà ghi sẵn rồi thì thấy nó cũng biết, nhưng quan trọng là nó có nhớ hay không á. Thì cái chỗ này nè thì gợi ý cho cái quy luật nhớ, mà cái quy luật nhớ nó có một kiểu à, cứ nhớ đơn giản nha. Em cũng cố gắng em thực hiện vậy chắc nó dễ lắm. Em cứ luôn luôn quyền kiểu nhớ là cái gì là cái đó luôn. Ý nói nghe thầy nói nhiều lần, ví dụ giống giống, khác khác, kèo kèo, thấp thấp, thì cái quy luật này tương tự. Em có thấy hai cái họ quặng này có cái chữ giống nhau là hê, mình nhìn lại công thức nó cũng giống nữa, Fe2, em hình dung rồi ha. Vậy mình thấy cái chữ hê cái đánh dần hợi hê, hợi hai, tức là hãy hê là hai, hê là hai á, mà hãy Fe2 là phải O3, em rõ ha. Cái chữ khen là khô, khô là không có nước, vậy này không có nước, còn dưới này nâu là có N là có nước, em hình dung được chưa? Và hỏi mấy nước nữa, N nước. Cuối cùng còn lại là man hê tiết là Fe34, và đó cũng là cái chỗ sắp tới đáp số rồi. Quặng siderit, siderit FeCO3 thì có sẵn ở đây rồi, và cuối cùng là pyrit sắt. Thì như vậy cái câu này cũng dễ, vậy đáp án nó nằm ngay cái chỗ đó đó. Thì đây là những cái câu hỏi mà thầy nghĩ khởi động cho em học câu hỏi giáo khoa từ từ, rồi trong quá trình giảng thì gợi ý thêm chút nữa cho em. Ok, tiếp theo này thầy muốn nhắc cái cách viết động phần về mà sau này mình không có viết nữa. C5H10O có số động phân anhít là mấy? Thì có hai cách. Cách thứ nhất thầy trả lời là thầy viết cho em luôn. 5C mình trích ra 1C để tạo chức anhít, và công thức mà mình nhìn thấy này là có số bi bằng 1, vậy ý nói anhít này no. Như vậy cái mạch carbon còn lại 4C thì có hai mạch. Như vậy cái nhóm CO gắn đây là 1, gắn đây là 2, gắn đây là 3, gắn chỗ này là 4. Vậy đáp án là 4. Mình giải thì cũng ra nhưng mà nó dở quá. Thầy chỉ cho cách này. Anhít 5C hiển nhiên là cái số bi bằng 1. Vậy mình trích 1C với 1B với O ra thành cái chức. Chức này là chức hóa trị 1, còn lại 4C. Như vậy thì mình đừng giải, mình có một cái tiêu chuẩn trả lời chung. Ví dụ rượu hệ 3C thì có 2 đồng phân, hệ 4C thì nó có 4 đồng phân. Cho nên cái anhít 5C có 1B, 1O thì nó tương đương với rượu 4C no. Cho nên mình biết cái rượu đó có 4 đồng phân thì anhít này cũng có 4 đồng phân. Thì thầy muốn trình bày cái ý tưởng đó để cho em mới ngồi sắp xếp lại, rồi cái em mới nhìn lại thì em có cái quy luật đó đó. Rượu C3H8O 2 đồng phân, rượu C4H10O, hỏi làm sao biết máy nó nhanh lắm, 2 x 2 4 đồng phân, C5 4 x 2 8 đồng phân. Cho nên mình kiểm soát được hết rồi. Nếu như chỗ này mà nó chưa rõ nữa thì thôi để mấy lần sau thì gợi ý rõ hơn bằng cách thầy ghi lên đây luôn cho em ha. Còn bây giờ thầy muốn giới thiệu một cái bài toán thi vào năm 2010. Mình nhìn vô mình thấy sợ ha, chữ nhiều quá ha. Em thử nghĩ coi mình có cách nào mà mình giải cái bài này trong vòng 1 phút thôi, và có thể nhanh hơn 1 phút nữa mà chỉ cầm cái máy tính thôi, không cần giấy bút. Chuyện này nếu mà chưa có kinh nghiệm á, mà đặc biệt là các em á, thì thầy nghĩ chắc không làm được đâu. Còn thầy giới thiệu câu hỏi này với cái mục đích khác,
để cho mai mốt em vô thi em kinh nghiệm hơn. Nhiều khi em quên mất cái gợi ý thầy hay nói hoài, nhớ trắc nghiệm thì các phương án trả lời cũng là để. Còn về kiến thức thì bài này không có gì khó. Tôi cho mình cái hỗn hợp hai axit, cái làm hai thí nghiệm. Cái thí nghiệm thứ nhất là tác dụng với NaOH rồi cái được muối. Cái thí nghiệm thứ hai là lấy cái dung dịch ít đó cho Ari gặp RNO3 sinh cái tổ bạc. Như vậy cuối cùng cái câu hỏi này tác giả cho rất là hay, nhưng mà thêm cái câu hỏi tính lượng vô thì trở thành ổn quá. Vì lúc đó các em khéo khéo dễ dễ lắm, không có cần làm như thầy chỉ cho em ạ. Hỗn hợp hai cái axit XY này mà nó có cái axit tác dụng được với nitrat bạc môi trường âm nhắc, vậy là có duy nhất một mình HCOOH. Dữ kiện mà ít lớn mà y đủ thông báo y là HCOH và mol y sẽ bằng nửa mol bạc, mà mol bạc là 0,2 mol cho nên mol y là 0,1 mol. Em hình dung được chứ ha? Vậy lúc đó em lấy cái máy ra 4,6, tại vì mà lớn của y là 46 mol là 0,1, vậy khối lượng 4,6 em đem chia cho 8,2 thì em thấy được cái đáp số là phần trăm của y. Em lấy 100 em trừ cho cái phần trăm của y thì ra phần trăm của y chắc nó ra là 43,9 luôn. Vậy đáp án là ngay chỗ B luôn, khỏi giải luôn. Vậy thì hỏi cái dữ kiện tác dụng NaOH để làm gì, thì cái ý tưởng tác giả cho cũng hay lắm á, nhưng mà cái sơ hở cái chỗ ghi thêm cái phần trăm làm cho thí sinh khỏi giải luôn. Em hình dung được không? Thì nói lại, từ cái dữ kiện tráng bạc là nói cái y này, tại vì mà ít lớn mà y là HCOH, cái mol y bằng nửa mol bạc là 0,2 thì mol y 0,1, vậy tóm lại em lấy 4,6 chia 8,2 ra phần trăm y, vậy em lấy trăm trừ ra phần trăm y, mà em thấy đâu có giá trị nào trùng nhau đâu, cho nên em chưa bấm máy em cũng biết bấm xong là tới đáp số mà, cho nên bấm xong nó ra 43,9, vậy đáp án là B. Như vậy câu này mình không cần phải tìm coi đó là axit nào, bài này sẽ trở thành hay hơn. Cắt bỏ bớt cái phần trăm đi, lúc đó em tì nó sẽ khổ hơn. Vậy thầy muốn cái câu này sau khi em nghe thầy giới thiệu rồi á, cái em ngồi là em giải, em giả bộ giải cho nó ra axit ha. Rồi thầy kết thúc cái bài này đây. Còn bây giờ thầy gợi ý cho em thêm một cái nội dung nữa. À, em à, thi đại học á, thì mình phải học nhiều lắm, không phải chỉ có kiến thức 12, hóa phải học từ lớp 10 trở lên. Thì có những cái chỗ mà thầy muốn khởi động cho em học giáo khoa, do đó mình phải bắt tay vô làm ngay từ bây giờ nè, không thôi nó không kịp, nhanh lắm mình sắp thi rồi đó. Tức là khi mà mình thêm tuần 2 tuần nữa là tới thi học kỳ 1 rồi, cái nó tới Tết, cái Tết vô cái chuẩn bị thi đại học rồi đó, cho nên nhanh lắm. Ví dụ như khi gặp cái câu hỏi này em thấy nói nhiều về nitơ, lập tức mở chương nitơ ra, cái gì của nitơ với hợp chất nitơ em ôm hết lại bằng cách giải hết các bài tập sách giáo khoa với cái bài tập mà em có được của chương này, giải hết đi, làm càng nhiều thì cái chuyện thi nó càng hiệu quả. Còn mình trở lại câu này, cái yêu cầu của đề là các phản ứng điều sinh nitơ là, thì đây là các cái phương án trả lời. Mình dùng loại trừ để mình giải. Nói các phản ứng điều sinh nitơ, vậy mình thấy cái nào mà không sinh nitơ mà ghi vô chỗ đó nó sai á. Vậy ta thấy cái phản một nung nó ra oxit đồng, nó ra NO2 ra oxy chứ đâu ra nitơ. Ý nó có một là sai. Vậy mình thấy tới hai sai rồi, đó là CD. Một cái phản ứng nữa mình nhìn đâu cũng được, ví dụ em có nhìn thấy cái NH4Cl không, cái muối amoni khi nung lên ra NH3 với lại axit tương ứng, hiển nhiên mình phải nói riêng NH4NO3 với NH4NO2, còn lại quy luật chung sinh axit tương ứng với lại NH3. Vậy này đâu phải nitơ đâu, ý nói có năm là sai, vậy năm đây nè, B nó sai, vậy đáp án là E.
Ý muốn nói là em thấy không, thi nó dễ lấy điểm lắm, mình chuẩn bị kỹ kỹ một chút với mình có kinh nghiệm một tí là nó có điểm. Vậy thì em cứ chịu khó theo dõi rồi thầy gợi ý. Đây cũng là một cái loại câu thường gặp đó, người ta cho mình cái tập hợp nhiều chắc, cái hay hỏi nó vừa có tính oxy hóa, nó vừa có tính khử là mấy chắc. Người ta có cái câu thần chú là khử cho tăng o nhận dạng, ý nói chất khử là phải tăng được số oxy hóa lên, còn chất oxy hóa thì giảm số oxy hóa xuống. Như vậy làm sao mình lựa? Dễ lắm, cái gì mà nó nằm dưới đáy thì nó sẽ đi lên, nó có tính khử. Chẳng hạn như tất cả các kim loại là luôn luôn có tính khử, không cần biết nó kim loại gì. Em hiểu ý thầy nói ha. Cái gì mà nằm trên đỉnh đó thì nó chỉ có tính oxy hóa thôi. Mình lựa trên tiêu chuẩn đó mình điểm nhanh lắm. Kẽm nó chỉ có tính khử thôi, vậy mình bỏ đi. Mình cách đếm nhanh là vậy, mình đếm nhanh coi có tổng cộng mấy rồi mình bỏ mấy, thì là còn lại mình chọn là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 7 8 vậy. Tổng cộng có 8. Kẽm là bỏ đi rồi, là còn 7. Lưu huỳnh nó ở mức không, nó lên được nó xuống được, vậy là được, mình khỏi phải đếm. FeO là Fe cộng 2 là ở mức trung gian, lên cao là 3, xuống không là thấp. Như vậy là nó được, nó mình bỏ qua. SO2 là S này cộng 4, nó lên được cộng 6, nó đi xuống được, tức là nó được thì mình khỏi đếm. Cái nitơ N2 nó cũng vừa lên vừa xuống, vậy là được luôn. Riêng cái HCl là em không khéo em sẽ nói sai. HCl là giữa tính oxy hóa giữa tính khử. Tại sao? H mở biến thành H cộng thì lúc đó nó cái H cộng như nó biến thành hydro á, lúc đó nó có tính oxy hóa. Còn cái C là trừ biến thành không, C là không có tính khử, vậy ý nó HC là được luôn. CO2 cộng nằm trên đỉnh đâu đi lên được, chỉ đi xuống, vậy ý nó chỉ có tính oxy hóa. C là trừ nằm dưới đáy chỉ đi lên thôi chứ đâu có đi xuống, nên nó chỉ có tính khử. Như vậy trong 8 cái này là mình bỏ 3, tại sao 3? Kẽm là 1 nè, CO2 cộng là 2 nè, C là trừ là 3. 8 mà bỏ 3 thì còn 5, 5 vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Nên đáp án câu này là C. Mà nếu như em chưa quen thì thầy vừa gợi ý thêm cho em đó. HCl là vừa tính khử, vừa tính oxy hóa. Em ghi nhớ đừng có bỏ quên nghe không. Như vậy mình kết thúc cái câu này. Câu tiếp theo cũng chắc không có khó. Cái câu này người ta cho mình cái hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH, rồi nó tác dụng được dung dịch RO nhưng không tác dụng với NaHCO3, vậy X là cái nào? Thì ở đây mình phải sử dụng những cái phản đặc trưng mà mình không có nhiều, mình có chín cái đóng khung thôi. Thầy nói cái đóng khung thứ nhất tác dụng với NaOH, mình nói nó hoặc là axit, nó hoặc là phenol, nó hoặc là ester. Tất nhiên phải có định lượng nữa, đó là mấy cái phản đặc trưng. Tác dụng với NaHCO3 phải có cái gốc axit, phải có chất axit. Cho nên mình nhìn mình ghép mấy cái này lại. Ít tác dụng với dung dịch NaOH, tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch RO nhưng không tác dụng NaHCO3, vậy nó không phải axit. Nó không phải axit vì cái chỗ B này xài. Em hình dung được không? Rồi cái chỗ mà metin acetat nó cũng đâu phải axit. Cái chỗ mà không tác dụng NaOH đó, thì cái metin acetat này nó tác dụng được. Do đó em ghép mấy cái này lại thì thầy nghĩ cái chuyện tìm được đáp án rất là dễ. Như vậy nó phản ứng với dung dịch RO, cái tiêu chuẩn tác dụng dung dịch RO. Thứ nhất nó phải chưa no là có nối đôi hay nối vàng. Em đừng có quên cái yếu tố nhỏ nghe không, có cái nhóm định chức aldehyde nó thực hiện cái quá trình oxy hóa, nhưng mà ở đây nó dễ chịu chỗ nó không có cái đó. Như vậy mình cứ mở từ từ đi, em nghĩ cái tác dụng NaOH aniline sao tác dụng, cho nên mình bỏ. Tác dụng với dung dịch RO mà cái axit acrylic á, cái gốc nó chưa no mà
nó sẽ cộng rơm vô được đó. Như vậy cái chỗ này là tác dụng được với dung dịch rơm, vậy là cái acid arylic này nó được nè. Tác dụng với dung dịch rơm thì phenol này nó cũng tác dụng được vậy. Nó thế vô các vị trí octo para tạo cái tủa. Còn cái metin acetat thì nó tác dụng được NaOH chứ nó đâu tác dụng được dung dịch rơm. Cho nên cái chỗ này bỏ luôn. Vì còn hai cái này làm sao lựa thì ra em phải đọc kỹ nè. Không tác dụng với NaHCO3 mà axit thì được mà. Cho nên cái axit này sai luôn. Vậy đáp án là ngay chỗ đề. Tại thầy cố tình thầy muốn nhắc lại mấy cái đặc trưng để em chuẩn bị á. Do đó cái câu này mình nói lòng vòng chứ nhìn vô là thấy đáp án. Em à, mình phải dừng ở đây rồi. Thôi thì những cái còn lại á, thầy sẽ giới thiệu cho các em ở những cái lần gặp tiếp theo. Xin thân ái chào các em.